cánh, chính xác, cất cánh chuẩn luôn, hạ lại. thích học người ta gọi là cất cánh đấy chưa. Rồi thế hạ cánh là cái hạ cánh là cái gì, len cái từ đất Land đấy it, chứ. Ừ cái từ này là cất cánh là hạ cánh này, len là hạ cánh nhá. Rồi sẽ làm được gì không, lên sẽ làm được lập, gì, thành lập đúng rồi. tức là Quên chuẩn là bị hoặc là thành lập, phát triển nhanh, close down là gì, phát đóng triển, gì, đóng cửa đúng không ạ. Vâng câu hỏi chúng đóng mình nhỉ, cửa. few businesses, người ta dịch là một vài doanh nghiệp hay là không có doanh Một bạn ơi. Cách học không của bạn có là doanh không nghiệp. bao giờ cô dạy ào ào đáp án ra xong việc đâu, mà cô dạy rất là kỹ các bạn thấy không. Một câu chúng mình thấy cô dạy nhiều kiến thức các bạn, cho nên phải lắng nghe nhá các bạn online nhá. Bật mic lên à, bật ấy lên, bật cam lên. Cô cáu rồi đấy, cô rất ít cáu nhưng mà đã cáu lên là chú Bách của ngồi im đấy. Bật cam Là cả lớp cười. lên vào lên. Bật cam lên. Ô hay thật đấy. Tân có muốn ra khỏi nhóm không Tân Không ai biết ít không, nhưng một khi cũng ơi? Hay đang khó muốn cả ra khỏi lớp nhóm đúng cười. không? Bật cam lên. Hay thật đấy. Bật cam lên đi. Vâng. Nào. Nghe giảng đây. Ôi giời ơi. Học này không điểm cao thì hơi tiếc cuộc đời đấy. Nào nhắc lại cô, Phil nói thành tiếng bật mic lên. Phil thì nói to lên cho anh cho thành quen không? Phiêu Là phiêu có hay là một à, phiêu không có hay là một phiêu bài thế phiêu phiêu nào? phiêu chưa có. Không có, nhớ chưa? Đi thi còn là bài đấy. Không Rồi. có. Không có doanh nghiệp nào đang phát triển nở rộ với ở trong cái điều kiện kinh kinh tế như này. Được dịch là khí hậu khí hậu gì đấy nhá, mà là phải điều kiện kinh tế nhá, hiện tại chưa? Ok. Đây là flourish. Flourish nghĩa là nở rộ. Này cái khí hậu Nhớ chưa? Rồi. Rồi ok, nhớ chưa? Xong. và một cách thần kỳ nào đấy từ bột mì thành nở rộ. Không, con đọc nhầm rồi, biết rồi. Con đọc nhầm rồi con ơi. Đây, bột mì thế này cơ mà. Cả lớp đọc cho từ bột mì nào, bạn đã đọc sai đó. Cô giúp luôn. Flower là cái từ bông hoa ấy. Flower. Có cái đọc là o dài cho cô nào. Flourish. Flower. Glory. Rồi, nào tiếp tục. Nào cả lớp cùng comment cùng. Flourish. Ai mà không comment Nhưng cùng mà vào một cách cùng. thần kia rồi đấy, sao từ bột mì thành từ nở rộ được cô? Con đang đọc sai thì cô đang hướng dẫn con đọc lại mà đúng không. Rồi bạn tổng rất tốt, các bạn comment đi con. Em biết rồi Rồi nhưng mà online hiện tại đang comment rất nhiều, rất tốt. Nào để xem bạn nào cô gọi đây là gì con. Ừ, đúng rồi chính xác, mít ra thành mít bột đã. Đúng rồi chính xác là gì đây, sometimes là thỉnh thoảng đúng chưa, chính xác. At times là thỉnh thoảng. Rồi tiếp theo, hardly là gì các bạn. Dồi ôi khó. gì ấy, hiếm khi Đúng rồi, hiếm khi ít khi. Nào bây giờ cô hỏi chúng mình một câu bất kỳ, chúng mình trả lời cho cô nhá. Rồi, cho cô à. Câu hỏi cuối buổi đuôi đây sáng, là cái gì, câu cô dậy sáng, buổi sáng 5 câu giờ buổi xong. sáng. Câu hỏi cả lớp cùng comment, bắt đầu. Câu hỏi của có đuôi của cái câu này là cái gì? Ai Anh ta, tự làm đi. Không, không cho phương án nữa. Cái này dạy nhiều lắm rồi. Rồi, rất tốt ạ. Đấy các bạn này, online chăm chỉ này này. Ai chăm học thì về sau mới giàu có nhá. Bây giờ ai lười học về sau chỉ có lười, mà lười chỉ có dốt thôi. Ôi dồi ôi, Hoàng Hải sai rồi con. Hoàng Hải sai, Minh Nhật sai. Thái sai. Ôi, không thấy ai đúng sai sai luôn. Là gì? Comment đi bạn ơi. chắc Comment đi. chưa cô, Chả chắc cô nữa. chắc chưa cô, Là gì? cô chắc chưa cô xem lại đi Ờ, cô, thế cô và chúng mình vừa chờ thống nhất với nhau đây em là mà hát gửi liền em hiếm có khi chú là ý phủ nhìn em gì? này. Ờ, nó là phủ định rồi. Thì đây phải là, cái chỗ này phải là khẳng gì? Phủ Thì định, câu này là thì gì đây? Quá khứ gì? Quá khứ khẳng định chứ thì đây phải là sửa đi quá rồi. khứ Thì thì đơn. ôi giời ơi. Đúng rồi, đúng nhờ, rất tốt. Chị thì Rồi, ủa chào thế sao các em đúng, có phải em sai? bạn. Ôi, Ủa cô vừa nhìn thấy con sửa lại rồi. Cô bảo đúng rồi, cô nói đúng rồi thì nào. Đấy. Nào, tiếp tục. Bài trái nghĩa các bé ơi. không hề nghe, không À, hề bài sai trái một nghĩa. câu này, em chỉ copy paste lại đáp án của em thôi ấy. À, very là gì con?
Very là gì Ui đa Very là đa dạng. Đa dạng. À đúng rồi, đa dạng rồi, dạng đa. Đa dạng đa thế hệ đa cây đa cảnh. Nói thì chung trái nghĩa là là gì con? Say anh đổi với trong trường hợp này thì Dandridge. là thay đổi nhá. Population growth là tỷ lệ tăng trưởng dân số thay đổi giữa các khu vực và thậm chí giữa các nước trong cùng một khu vực. Vậy thì câu này của chúng ta phải là thay đổi. Vậy thì trái nghĩa của từ thay đổi là vẫn còn nguyên, là không thay đổi đúng không ạ? Câu này của chúng ta là đúng rồi. Rồi, các bé ơi comment đi con. Nhưng mà câu này bọn mình làm sai hơn nhiều nha. Câu này phải là A. Stay unchanged. Bọn mình sai hơn nhiều cái ạ. Stay unchanged. Stay Trái nghĩa thôi mà Nga ơi. Stay unchanged là untrained. không thay đổi. Bây giờ từ đây suy ra cấu trúc của từ chính xác Untrained. rồi. Đó chính là gì? Sau từ stay là loại từ gì các bé ơi? Tính danh động trạng. Quá khứ. Ôi trời ơi, quá khứ. Tính. Phân từ hai là tính từ Tính. đấy con ạ. À? Đúng rồi, chính xác, ghi vào ngay chuẩn của chân tôi. Sau stay tính Tính. từ. Sức khỏe chứ, nước Tính. rơi sức khỏe nhá. Ok. Stay healthy nhá. Keep keep Em healthy nào. Đấy chưa? á. Remain là gì? Đây đợi cô Ủa tí. sao mà Remain em có kiểu phải đối cái đối đang gì? chú Remain là nhẹ gì lắm không? không? Remain là cái gì? Còn gì? Remain là Còn nguyên, còn lại còn 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 nguyên. lại Thế sao còn như lại từ gì đấy còn con? nguyên Tính gì? Tính từ. từ Unstable người ta tính bảo không ổn gì. Không ổn định, đúng rồi, ghi vào, mau lên. Không ổn định nhá. Rồi, giữ câu sự không ổn định nhé này. cô. Ừ, không ổn định đấy. Unstable là không ổn định, không biết cũng lại ghi vào Ngoài cả. nhé, tại sao lấy sự không ổn định chúng ta cần phải giữ lại? Ghi đi con, không ổn định nhá. Càng càng thấy tiếng Anh càng ngày càng vô lý. Fluctuate là thôi thôi, em mời các sếp ghi vào cho em. Các sếp lại quên rồi. Fluctuate người ta gọi là giao gì? Dao động. Dao động tức là thay đổi Dao đấy. động. Thì nó sẽ đồng nghĩa với từ Dao động là cho một ai đó. gì nhỉ? Vary đấy. Đừng nói là vary con nhé. Vary. Vary. Đấy, thấy chưa? Một Very, trong đống cấu trúc nhá. very. Không học đi là ngoẻo đấy. Rồi, Không học đi là copy. đi vào muối. Thành nghĩa đi. Rồi. Your experience with oil. Well, Joy Vy comment đi experience. nhá. Đi cùng comment con nhá. Nào. Will our wildfires will be invaluable to the company in case of trouble? Lê Bình ơi, in case bạn ghi nhá, comment nhá, cô nhìn thấy con nào rồi Là đấy. em quên rồi. In case of nghĩa là gì con nhỉ? Trong gì? Trong trường hợp, đúng Là rồi, em quên chính xác. rồi. Vâng, cái Trong trải nghiệm suốt. của bạn với cái gì ạ? Là dầu dầu lửa sẽ gì đấy đối với công ty trong trường hợp gặp khó khăn. Invaluable nghĩa là gì ạ? Là gì ạ? Invaluable tức là Không không có, có. tức là vô Không giá, có sẵn. tức là rất có giá trị đúng không? Vâng, vậy câu này của Vô chúng giá. ta trái nghĩa là gì con ơi? Nào, sẽ là gì con nhỉ? À, Nghĩa sẽ là là không có giá trị. đương nhiên là có giá trị rồi. Valuable nha. Worthless. Rồi, precious là gì con nhỉ? Quý gì? Cô bảo là vô giá, xong bây giờ nó có rất là có giá trị. Nó là quý Quá giá. không. Ví dụ bạn Đức là một điều vô giá với mẹ của bạn Đức, tức là không giá, không cái gì có thể Nghĩa mua tức là được, không có giá trị à bố? không phải Không có giá trị. tiền không mua được ạ. Không Worthless sao thì nó đen người lên ta dịch gọi như là gì thế. ạ? À, không gì nhỉ con nhỉ, không đáng, đúng rồi, không đáng, Thì đúng cái rồi. em thích Time học is từ precious, thời Monet. gian rất quý giá, quá đúng luôn. Vâng, Ông thời thời gian chúng gian rất ta vô có giá bao nhiêu quá. tiếng một ngày các bạn ơi? 20 tiếng một ngày, à 24 tiếng một ngày. 240. Và cách sử dụng của chúng ta làm 240 sao tiếng một mỗi ngày. người khác nhau đúng không ạ? Vâng, ok nhá. Nên là cố gắng học nhá, lớn thì có kiến thức Ô, làm em mới cảm giác người nhá. giàu nhưng thời gian hơn mình nghèo. Nào, nhớ chưa cô A này, kiểm tra thi cử gì đi được thử thách cho cô hết nhớ chưa? Check the test, check the exam, check Chơi the course. Vâng, rồi. Ngày mai tôi sẽ tham gia dự kỳ thi lái xe. Cái câu đề của chúng ta là gì? Là gì con ơi? Vi viết comment lại. ơi. Tôi comment giúp cô con ơi. Vi đề giống của chúng mình đi Vi nhá, không ngồi chơi con nhá. Không ngồi chơi mất công vào ngủ nào đây nhá. Nào, Thái Trường comment nào. Y vừa vô giá. ABC đi con.
là gì? Đương nhiên người ta phải 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 chúc mừng mình, chúc may mắn là gì nữa? Good luck. Đúng rồi, chính xác, good luck. Thấy chưa? Do the cooking, bạn nhớ cho cô cổ chúc. Do the cooking là gì con? Nấu gì? Nấu ăn. Giặt là cái gì? Do Nấu ăn. the shopping. Đúng rồi, chính xác. Đi mua sắm là gì? Go shopping. Đấy, phải nhớ mấy cái đấy nhá. Rồi, Do em nghe bạn nói the không, mấy kia sẽ nói nào? shopping. I go Oh, alright. Được thôi. No, Không, không, thank không. you. Mình không từ chối được con ơi. Oh, no, thank Tới you. dạng bài Oh, này miễn cưỡng okay. đồng ý luôn được nhá. Được rồi. Không cho được phép từ chối nhá. À, người ta phải tích cực phải không? Rồi, ok. Nào, 12 ABCD bé ơi. Nào, comment, comment con ơi. Thái Trường. Thái Trường đúng rồi đấy con. Tiếp tục đi con. Huy comment đi ơi, không có kích ra khỏi nhóm ơi. Con lên. Câu này của chúng ta sẽ phải là gì đây? À. Comment tiếp đi, quân đội cho mình đây. Bọn mình bảo C, bọn mình bảo A, đúng mọi một kiểu đúng không ạ? Câu này của chúng ta sẽ phải là C ạ. Và Xe vào câu nào? Voiced. Các từ đây này. voice Mix. Hoặc là Z. voice Used. Increased. Được. Cái này chỉ làm thuộc thôi các bạn ạ. Chúng ta use không có nguyên tắc cho mình đâu. use Bởi vì chúng ta có nguyên tắc gì cứ XY này với cả SI khi và các là em sang sông tên. C là tên nhưng không phải trường hợp nào nhá. mình Rồi đi tiếp tới tục trong là từ gì cô nào. đi? ABCD. Đây là phiên bản phân biệt chữ E sắn và E bình thường. Nào, 13 là gì con ơi? Tấn làm phim rồi giúp các em C. Không phải đâu. Hiệp đúng rồi kìa. Bạn Hiệp em. đúng con này. Cô bảo này, bọn mình ơi con mèo mèo meo meo ấy. Mình đọc là cat hoặc là cat. Được, bởi vì nó là Cat. e sắn. Cho nên câu này của chúng À, ta biết đâu có rồi. bao giờ câu nào hoặc là mess được. Gather, gather. Mat. Được rồi. Bet. Trust. Gather. Có mấy từ này Gather. là Cat. con này là d. Yeah. Watch. Chứ không đọc là west cả. Wet. Wash, wash, wash. Ok, cool. Wet. Wash, đúng không? West. Đấy, cho nên tại sao chúng mình phải đọc là nhiều như vậy? Cô nói rồi chúng mình làm gì đâu. Đọc nhiều thấy chưa? Không đọc nhiều là vô nghĩa hết đấy chưa? Rồi, nào, chúng mình cùng nhau làm Đi đưa. bài gì nhỉ? Đây, bài này gọi là bài gì nhỉ? Đục lỗ, đúng rồi. Điền từ vào ô trống. Bài đúng lỗ. Rồi, nào, chúng ta cùng nhau làm nhá. Thì chúng ta cần phải làm khi tham gia giao thông Hà Rồi, cô mời Nội chúng mình trong comment cho cô đáp sáng. án ạ. Bạn nào chưa làm thì làm ơn làm phước đọc lại cho cô Hoa nào. Đọc lại, đọc lại, đọc lại và làm. Có nhiều phiếu ấy, có phiếu tự gì đấy không? Nhiều phiếu ấy. Hash có nghĩa là nở rộ. Trong trường này gọi là đẻ trứng. Đó, ok. Yeah. Làm đi con, làm đi, làm đi, làm đi. Đẻ trứng. Nào với 15, 16 cô trước nào. Bắt đầu nha. Đọc lướt một lượt. Trong trường Vãi. này harsh có nghĩa là kiểu như là khắc nghiệt đấy Nghe tin ạ. cái danh. Cô em nhớ bấm shift enter xem gửi cho bà tin nhắn dài nhất bạn đó rồi cô ơi. Đều bạn sáu em nhưng phụ lý sẽ hết em nhỉ, con ngồi gần đây nhìn bạn ngồi gần đây này đúng không này này, xong chưa, xong chưa, à bỏ qua, à của đứa đang ngồi im chơi bỏ qua không thèm làm này. Nào bạn thì toàn là ai hết này, này gọi toàn là ai hết xem những bạn nào được À. nhá. Trời ơi, có một chỉ là so gì thôi, so sánh hơn thôi mà con, đúng không ạ? Có tự gian này. Vậy thì câu này của đây. Sánh hồn. Harsh khắc nghiệt hơn thôi, đúng không? Indeed là chịu đựng, đúng không Không phải ạ? Ok. In order to là để, thì đằng sau để phải từ phải nguyên gì con? Nguyên dạng, đúng không? Ừ.
Bạn ghi ơi, có khi của nhắn cho mẹ ghi một câu nhỉ. Chị lấy mời bạn ơi. Ghi ơi, ghi không thể người comment Yeah. được. Nhắc đây là mỗi một câu này con. Comment và đi ơ kìa. Rồi, 15 gì đấy ạ? Để cái gì đó, trứng của nó là không bị có hại. Và làm sao đấy ạ? Và làm sao? Và ít chích chích là con gà con ấy ạ? Con Ngon. ở từ chúng. Đúng ạ? Và em thường chích kẹo và cái con chim với cụt mẹ đi ạ, hiểu là mẹ đi ạ, chăm sóc trứng của nó đúng không? Theo một cách rất là độc đáo đúng không? Ok rồi, vậy thì câu 15 của chúng ta phải là để Hết trường. in order to, để đảm bảo rằng đúng không ạ? Thì dùng từ nào đảm bảo con nhỉ, các bạn in In rural. sure, không phải em sure nhá. Đúng rồi, đó câu nào, đúng rồi, đó câu này. Câu này lại là hai ba ensure. Insure. Em ensure rồi, ở chơi chắc là hay đi mua ensure cho ông bà rồi. Rồi ok. Rồi tiếp theo nhá. Câu số 16 đi ạ. Nào. Ngay khi từ là ngày xưa nhá. Ngay khi mà lay gì ấy là gì con nhỉ? Đẻ gì? Đẻ trứng. Khi mà nó đẻ trứng, con chim Trứng nó đẻ ra. đẻ trứng, con mẹ chim mẹ đẻ trứng ấy thì chim bố đúng không ạ? Vâng. Lấy nó và put it thì đấy, câu 16 là gì ạ? Và cho nó làm sao, và đặt cái quả trứng đó ở Vào đâu? chân. Vào Thế con này ABCD ABCD. ABCD bạn ơi, đúng rồi, chính xác, on top is cho lên chân nói á. Vâng, on top of nhá. Rồi cấu trúc cho con on the top of the world đấy, cấu trúc kiểu đấy nhá. Rồi 17 đi ạ. Ở đó thì quả trứng thì làm Thì sao, khi khi sang là quả ba trứng đúng thì không? làm sao, bởi một cái lớp gì đấy đúng không ạ? Vâng, với câu này của chúng ta phải phải được bảo gì, bảo vệ đúng không ạ? Rồi thiếu chữ D con này. Bảo vệ Thì câu này phải là câu bị gì, bị động đúng không ạ? Rồi ok, tức là nó sẽ được bị bảo vệ độ cái chất béo ở cái bụng ấy các bạn đúng không ạ? Đấy kiểu đấy, chứ mình trong bụng mẹ thì sẽ ra bụng mẹ vãi. mỡ để Thế lúc ẩm em dịch cho mẹ em sai sai gần hết rồi đấy, mà là đến nỗi người thế xin đúng à. nhưng mà Câu dịch các 18 bạn này, lại bị sai sai. hello hello, cái từ entire là gì con nhỉ? Entire là gì nhỉ, là toàn Entire gì nhỉ, là từ mới ạ. cái gì là nhá, toàn bộ. Rồi toàn bộ cái Toàn quá trình vẹn. này thì con chim bố sẽ chăm sóc cái quả trứng đúng không ạ? Ok, trong khi thậm chí lúc nó đi di chuyển cũng mang theo trứng nhá, tức là mẹ chỉ đẻ thôi, còn chăm con là của bố kiểu đấy. Được chưa? Rồi. Vậy câu này của chúng ta phải là gì con nhỉ? Được không? Đúng, This sao giống như bây giờ ấy nhỉ, entire. Cả lớp mình ơi, giống cho như hỏi như chúng mình mình bây giờ này. vậy. This tiếng Việt là đây là hay kia là con nhỉ? This is viral. Đây gì? Đây là, đúng rồi. Và sau this Đây phải là là số nhiều ấy nhỉ? đây đó. This Ít hay nhiều con? số nhiều. Ủi dồi ôi. Số nhiều. This is a pen. Nhìn thấy chưa? Một cái bút This số ít thức. Thì phải là is a pen. thì phải là A chứ con. Số Số kiến nhiều. thức lớp 3 đấy các bạn nhé. Ở đây có ai Thì bạn nào có nhiều. em lớp 1, lớp 2, lớp 3 phải hỏi các em đi xem là sau con dạy bé lớp 3 con chỉ là như thế à. Thế chửi nhau với các em cơ. Ui, ăn chơi. Ăn chơi thế nhở? Ăn chơi quá thôi. Rồi lớp mình ơi, những phút còn lại chúng mình cùng nhau làm bài kiểm tra nhá. Một tí thôi. Cô cứ phải kiểm tra yên tâm. Cô cứ phải kiểm tra yên tâm. Rồi. Kiểm tra rồi, bây giờ cô và chị sẽ cùng nhau làm bài kiểm tra bắt đầu nhá. Bạn đợi cô một tí này, các bạn ơi, đợi cô một tí này, đợi cô một tí nhá, đợi cô một tí. Khẩu là cái gì nhỉ? À nhớ rồi, nhớ rồi, số này không thể quên được, liên quan đến chú bé nhà cô không thể quên được. À, biết là rồi bắt đầu làm bài nhá. Nào kiểm tra nào. À, cái này thì em quên mất tên là gì nhỉ? À đây đây. Anh là chú béo, Mất tên. À đây rồi. Đấy, nhớ mỗi tên nhưng chồng chú các bạn, bé mới xóa đáng nhớ cái gì cả. Nào.
À, con ơi, chúng mình cùng nhau làm bài nhá. 100% comment nhá. 100% comment nào. Người sao? Hơi chậm thì hơi chậm. Ô, cô gửi nhầm à? Gửi nhầm. Sorry. Đỗ Thị Phương Thảo. Quay tiếp cả lò nhé. Nào, 100% comment để lấy điểm nhá. Kiểm tra các bạn về cấu trúc và ngữ pháp cả hai luôn nhá. Bắt đầu này. Bắt đầu comment nhá. Cô chấm trực tiếp ở trên phần phần chat, bạn ghi đoạn cho cô này. Apply ghi thẳng với cô đang over, cô gái soi học nó luôn, cô chấm luôn. Để cô chấm luôn. Cô một cái bút này. Bắt đầu nhá. Bắt đầu này. Chỉ câu nào làm câu đấy nhá. Câu số 5. Chỉ câu nào làm câu đấy thẳng luôn. Chỉ câu nào làm câu đấy luôn. Rồi. Cùng comment luôn, không ngồi chơi nhá. Bạn nào không comment là sẽ không có điểm luôn đấy. Câu số 5 cho cô nào. Bạn nào đúng cô sẽ không nói. Năm Mai cô sẽ nói tên nhá. gì đấy? Thái Trường sai, Hải Linh sai. Hoàng Linh sai bạn. Bộ. Bạn Huy comment đi ạ. Không là không có điểm đâu này. Con comment mà. Tao không thấy nhỉ? Để con nhắn lại cho. Con gửi cô. Tao con gửi lại cho cô đi. Tuấn comment Tuấn Cô ơi. nhận chưa? Đi dọc dễ thương thế, À, đi dọc cô nhìn rồi, cô nhìn rồi. Nhìn rồi. Tiền phát. Pi sai này. Hiệp sai này. Và con là gì? đi. Chẩn luôn. Ôi, cô rất tiếc tại sao cô này bạn Thành cũng sai được nhỉ? Câu này dễ mà con. Ô, câu này câu của em bé đây bạn ơi. Nếu bạn cư xử tốt thì bố mẹ của bạn sẽ làm sao? Happy. Cái này trên đời Bị lại từ tham mà. tử. Đúng mà. Be là một tính gì? Tính từ. Sau xin lỗi, be là một động từ to be. Sau Á. tính gì? Tính từ. Đúng rồi. Tính Ôi. tử. Dễ không? Tiếp tục. Câu số 6 bạn ơi, đi thi chúng Dễ ta quá. hai câu ở trên đời lại từ đấy bạn nhá. Để bây giờ Lại từ nghe. là từ vựng ấy, tính danh động trạng ấy, thấy chưa? Hỏi câu 6 cô thế nào? Câu 6 đi ạ. À, comment nào, tiếp tục đi. Tiếp tục đi ạ. Đúng cô sẽ không nói nhá. Thái làm sai, Trần Đức làm sai. Trần Đức sai. Hoàng Linh sai. Vẫn sai. Minh, à Minh. Thì sửa các cuối không sai được đâu. Ngày này Phi không sai sai. được. Đúng cô sẽ không nói gì nhá. Trần Đức vẫn sai, Hiệp vẫn chưa thấy đáp án. Bấm một lần thôi, Trần Đức là cô nhìn thấy các bạn làm con ơi. Đừng ngồi im nào. Rồi. Thế nhưng bạn không comment là coi như không có điểm nhá. Còn ơi, câu hỏi này giờ là một mạo gì? Mạo từ, sau mạo từ phải là danh. Mà từ Dễ không? danh từ Quá dễ. Rồi, tiếp tục em phải câu từ từ bảy. Hai bạn không biết mạo flexibility từ là một danh từ nhá. à? Làm như thế này nhiều nhiều thôi mà cùng một thi cũng chỉ có hai câu thôi là không phải là 0,5 điểm, là cũng nhiều điểm phết đấy. Comment đi, không ngồi chơi nhá. Hơn nhau có một tí thôi đấy. Một lần nữa đó. Đúng rồi, chuẩn luôn. Cuộc đời sẽ hoàn toàn khác nhau mà cô đã nói rồi. Đã bảo rồi, cuộc đời chỉ khác nhau một con số không thôi mà. Nhưng 1 triệu khác, 10 triệu khác, 100 triệu khác, 1 tỷ khác, đúng không?
100 tỷ nó khác nhau hoàn toàn, chạy không ra vô số không này. Rồi, cô nhìn không thấy các thôi bạn làm bài thôi, này một thì trăm nhầm. triệu đô la ông phủ với 1 triệu Kết đô la quả ông sau phủ sai, vẫn nhìn nhau ban thì chỉ vẫn định không sai, đúng cô sẽ không nói nhá. Thái Trường sai. Là gì, nói con lên thôi nhé. Con lại comment vào đây, là gì đây? Đúng rồi, chính xác, đích à. Chuẩn, Hiệp làm sai câu này rồi. Câu này của chúng ta phải là đi đó. Cả lớp nghe cô dặn này. Đầu đi đó câu phải là dạng verb gì? Verb in. Và động từ Vinh dạng số gì đây? Số ít. Nhớ chưa? số Rồi. Việc ít gì và ai đó ít thường được coi như là thô gì? Thô lỗ. Chờ chưa? thô lỗ Ô số 8 thường được là coi như là chưa chữ được bạn từ. Huy lại không thấy comment nhá. Tuấn Tuấn không thấy comment nhá. Trên lúc comment một lần thôi, cô nhìn các bạn Tuấn Tuấn Đức ơi. Comment nào. vâng. Nào, Nhưng cô mà bởi giáo vì viên làm trên sai thế thì giới cô này giáo có rất viên nhiều này. em bị comment rất nhiều lần. Hiệp rất là tốt, Hiệp dạo này chị có chăm học buổi sáng không nhá? Cả Đức cũng thế, à, các bạn Thành thế, Thành bắt đầu dạo này sẽ không thấy dậy sớm học rồi. Rồi, Thành sai câu này, là hả? Là không đúng. Chúng ta còn học quên mất chưa? Là gì, con nhanh Vẫn lên. Là vừa dậy đầu giờ xong mà lại sai. Ô, cái gì đấy? Bye là một giới gì? Giới từ. Đúng rồi, sau giới từ động từ phải dạng verb gì? Ờ đúng rồi, cô có phải gì đây? Ai, ôi giời ơi. hả? Rồi nào cô chín nào. Ôi Farm giời ơi. tomorrow gì là gì con? Ngữ pháp như thế chín này. Thời gian này và ngày mai là thời gian xác định trong tương lai. Vậy chúng ta phải dùng tương lai tiếp gì? Câu này có làm luôn cho đi ba. Biểu diễn Rồi, comment cho cô 10. Cô B ăn gì nó nhá? Cô 10 bắt đầu. Câu này mà làm sai thôi thì đúng là không còn gì nói với nhau này. Thì phải dậy sớm từ 5 giờ đây này. Nào cô mời thì comment đi con ơi. thôi cô không sao, để em sai cho vui vậy, nhưng sai cho vui kiểu vui nhà nha cô. Là gì? Vân Anh là gì? Hey, Vân không Anh. sao không sao. Suy nghĩ. Câu này phải suy nghĩ gì dễ à? Huy sai câu này thì con. Câu nào sai cô sẽ nói nhá. Tuấn vừa làm cảnh kích ra Tuấn ra khỏi nhóm. Tuấn nhá. Yến Nga comment đi các bạn ơi. Thành cũng sai rồi nhá. Tất cả những bạn sai là do chúng mình không chịu thuộc cấu trúc. Con ơi cô bảo này, if là nếu đúng không ạ? Ừ. Thì phone là hiện tại đơn đúng không? Xin ra cô được lại mấy? Ờ, em một thì đây phải là A chứ con. Đúng không? Rồi, ok. Nào, câu số 12 là trên đường đại từ. Câu này mà sai thì cũng buồn lắm ấy này. Nào, 12 là gì đấy con? Làm bài kiểm tra xong thì cô sẽ cho các bạn biết đây là bài kiểm tra của lớp mấy. Chả thế nữa. Hiện tại thì ai sai? Hiện tại Hoàng Hải sai. Ôi rồi ơi. Ôi giời ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Ôi trời ơi. Ô nhiễm không khí thì phải là gì con? Thì phải là pollution, ô nhiễm không khí, nhớ chưa? Nào, ok. Nào lại không thấy comment đầy đủ một số bạn rồi, lại phải kích ra khỏi nhóm thôi, chết rồi. Nào chuyên đề về câu nối, xin mời comment cho qua đáp án câu số 14 bắt đầu. 14 là gì đây? Là gì đây, comment nào. Mình muốn là gì đây con? Nhiều cá ở sông không thể nào survive. Survive là sống sót. Bởi vì ô nhiễm nước là gì con? Ừ, là cái từ nào? Ôi thôi chết rồi, cái lớp này muốn ăn đá rồi. Lớp này hỏng nhiều quá rồi. Buồn quá thôi. Là gì các bạn? Là gì con? Là gì con? Và các bạn like vào nhá. Cái này khó nhìn lắm. Không phải đâu, nó cô bật vào. Bật vào kia nó sẽ bị ấy, nó sẽ bị mất tương tác. Hiện chị Zalo lên. Bật like là thế đấy. Ừ.
Lớp mình. Ôi cô buồn quá. Tại sao mà có thể say không nền được nhở? Bật mic lên và nói so because là cái gì? Mệnh gì? Mệnh Obicus đề. là một mệnh đề. Thế đây là cụm danh từ mà con. Ôi trời ơi. Huy với Tuấn chuẩn bị kích ra khỏi nhóm nhá. Để ra không comment đi. Goodbye Huy, bye bye Tuấn. À, để cô sẽ Never see you again. anh cần chuẩn bị cách này cô có nhớ Bye Huy và cô đã bảo là bye Tuấn. ai không đã bảo là kích tư nhân ba đứa nhá. Ô hay nhở, đi nước học mình ôn tập mà. Anh Tuấn lười không Rồi ấy. tiếp theo nào, câu số 15 nào. Rồi chuyên đề gì đây thì rồi xin mời bắt đầu. Về là thì quá khứ tiếp diễn nhưng mà bắt đến giới từ gì đây. ABC comment bắt đầu. Hải đang ui rồi ôi. Tôi chết rồi, vứt hết chữ cô đi rồi. Bạn Thư comment đi con ơi. Bạn Thư, bạn My không thể comment được nhá. My sai. Cô này sai nhiều người thế nhở. Thành sai. Huy sai, Minh Hiệp sai. Và con làm là gì? Hoàng Linh sai. Là gì? Đúng rồi. Anh Thư sai. Hello hello chú Bình ơi. Ở đây là giữa 24 giờ mà con thì phải dùng từ gì? Úi giời ơi. Between. Các bé ơi học ở nói của cô đi. Trời ơi học đi cô sẽ cho biết lớp mấy nhá. Nhá. Yên tâm đi. Không làm khó các bạn đâu. Mà đi thi thật nó chỉ dễ dễ thế này thôi. Nhá mà vẫn sai này nguy hiểm quá. Nào câu 16 nào. À, cái chợ hay sao cứ ở linh sao? Nào. À không, Nhật là sai câu trước con ạ. 16 là gì con ơi? Ok, Comment đi con. Ôi giời, là gì ABC? Có thể tại sao câu này vẫn có bạn làm sai nhờ Thái Trường nhờ? Thái Trường sai câu này này. Hiệp lại thì không thể comment rồi. Câu này lại mấy đây các bạn? Lại mấy đây? Lại hai. Nếu nào. hai thì phải là quá khứ đơn đây chứ. C nhá. Ôi giời ơi. Rồi, chính xác. Câu này 17 là một câu về cấu trúc rất hay thi này. Xin mời bắt đầu. Comment đi con. Comment đi con. Comment là gì con? Các bạn cho cô đoán A về cầu được không? Câu này phải rất là tinh đi nhá. Là gì con? Là gì con? Là gì Vân Anh? Biết ngay mà cô này làm lộn rộn nhỉ. Cái chết nhầm rồi. Bút Đây. đáp án đây này. Ôi giời ơi. Bây giờ hiện tại nha, bây giờ câu ABCD có đọc đủ hiện đả rồi. tại, đọc tên bạn đúng thôi. Câu này hiện tại là không thấy ai đúng luôn. Chỉ có các bạn ọp đúng thôi. Đây này. Bờ. Ôi trời ơi. Rõ ràng cấu trúc của mình là gì? Make và cứ là make. Something cộng với tính. Đúng không? Đấy, thuộc cấu trúc nhưng mà tại sao phải luyện đề thì nó mới tốt được. NUC Đúng không? Rồi. King. Tiếp tục nào. Thế à? Bạn nào đúng nhờ? Tại vì con vừa nhắn thì cô chưa kịp nhìn đâu. Rồi, bây giờ thế này nhá. Bài này nó sẽ liên quan đến câu bị động. Bài này này. Câu 1 là sai câu bị động này. Thấy chưa? Câu 2 sai loại từ này. Nào bây giờ cô mời chúng mình sẽ cùng nhau cho cô đáp án nhá. Bắt đầu. Bây giờ cô sẽ gạch chân cho các bạn những cái từ bọn con sẽ chọn cho cô là ABCD là xong. Hiểu chưa? Nào ok. A, B. Thôi chọn ba cái là C đi. Đấy, bọn con chỉ cần nó nhắn cho cô là ABC thôi. Nhá. Nào có một sai đâu.
À đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Có gì cái ABC thôi, Hải không biết nhiều đâu. Rồi hiện tại chưa thấy ai sai. Hiện tại chưa thấy ai sai. Nhưng mà cô lại thấy Trần Đức sai rồi. Rồi, lớp À, ơi, cô bảo này, Hàng Huy comment ngay. Anh Tuấn. Đúng rồi. Đang làm câu 1 cơ mà. Làm đi. Biết đề lớp mấy rồi đúng không? Làm thì con quen chưa? Hà Huy thấy đề quen chưa? Tuấn với cả Thái Trường thì quen chưa? chắc lớp 6 À lớp 6 ạ. À? Được rồi, học xong cô xem lớp, cho xem lớp mấy nhá. ạ. Rồi, Một nào. con này nghe là sau 30 tháng 4 mới thi của Sau lâu. thì trước là vẫn thế thôi, giống nhau con. Này, nhìn này, hàng trăm các ngôi nhà lớp 6 cho bị động con ạ. Bị phá hủy. Vậy thì chúng ta phải dùng 100 giờ, phải dùng số nhiều đúng không ạ? Vâng, bị phá hủy thì chúng ta phải dùng word destroy. Câu này là câu bờ đờ, đúng không? Rồi, ok, tiếp tục nhá. Câu phải Câu số đầu 2, sai ở đâu? A bờ cờ đấy đi con ơi, comment đi. Nói đi, nói đi. A bờ cờ đời nào? A bờ cờ đời nhỉ? Thư comment đi. như không Là gì? Đúng rồi. Câu này sai à? Bởi vì cô dạy chúng mình một cấu trúc là gì con? Get đằng sau là tính gì? Tính từ, đúng không? tính Và từ tính từ dạng e gì? Ed. À, ví dụ hôm nay trời thời tiết đường rất là nồm, nhà rất nồm đó. It gets wet, đúng không? Hay là tôi mệt, I get tired, đúng không? I get exhausted, có đúng không? Có đúng tính từ ed không? Ôi giời ơi. À, cô chẳng có tuần lắm. nghe hả? Rồi. Chỗ mèo mà làm lại phải làm lại nhá. Tiếp tục nha. Tiếp tục tìm lỗi sai con ơi. Rồi, A bờ cờ bắt người ta báo cáo rằng 6 người bị bẫy, bị mắc kẹt ở trong cái tòa nhà bị sập đã được giải phóng. Ừ để thôi giỏi em được rồi các bạn ạ. Thôi cô chơi. Cô trời ơi chơi. Là gì đây? Là gì đấy? Comment đi, các bạn comment. Ủa rồi, bạn thì A, bạn thì B rồi. Ôi giời ơi. Mỗi bạn một kiểu rồi. Mỗi bạn một kiểu rồi. Không biết kiểu gì đây. Đấy, mấy bạn trên mạng rất là buồn cười nhá. À, nhắn tin cho cô là dạy dễ hiểu ghê xong mặt cười đi. Học kìa xin. Thực sự thì đúng không? Nói chồng không? Rồi, cô bảo này. Câu này của chúng ta phải là hết thôi. Bọn mình là rồi, cô biết bọn mình là gì? Ok đúng rồi. Have been đúng không? Be động đi. Làm đi cho chúng mình biết là bài mấy. Đấy, các anh chị thấy không? Các anh chị còn non và xanh lắm. Các em mới nhìn thấy em mà cười đấy. Rồi, bắt đầu. Sửa lỗi sai. Câu này chỉ A hay B thôi. Đỡ ơi phải nói nhiều vậy. Comment bắt đầu. Vô lên. À là đáp án E cơ à? Thành kinh nhờ. Làm đi thì cô nói lớp mấy các em nó cười cho đấy. Nào, cô bố nào. C. Chỉ có A hoặc B thôi các cụ ạ. À. Câu 4. À, xin nói đi. A hoặc B thôi. Thế Hoàn thì hảo. em chọn C cho nó máu. Bây giờ hiện tại đến giờ phút này cô thấy mỗi bạn My với cả bạn bạn Hải đúng rồi. À bạn Huy đúng này. Hải đúng này. Minh Nhật đúng này. Rồi còn ai đây? Trần Đức sai này. Anh Tuấn sai này. Nga đúng rồi này. Là gì? Chú A B. Ai B? Đúng rồi, chính xác. Nghe đây. À, động đất xảy ra vào giữa nửa ngày khi mà nhiều người đang ăn trưa. Đúng không? Hành động động đất xảy ra là hành động chen gì? Chen ngang. Chen ngang đúng rồi. Còn hành động này mà mọi người đang ăn trưa thì là quá khứ gì? Quá khứ tiếp gì? Tiếp diễn. Đúng không? Ui giời. Đơn giản không? Đấy, thấy chưa? Dạy thế này mà không giỏi nữa mà lại còn 5 giờ không dạy học nữa thôi là kệ đấy Không nhá. Rồi, chính quên xác. rồi, là em đang bị Tí nữa lụt cô phải thì làm thêm câu lụt khác nghề đi, chú Bách tập trường chùa của cô đấy. Rồi, chú Bách lên lên cô là cô phải tự dạy đấy các bạn ạ.
Rồi. 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 Chơi với muộn mất 7 phút còn bình thường là cô chuẩn giờ lắm. À... Rồi, bài này bỏ qua nhá. Làm thêm một bài dễ dễ nữa nhá. Đấy. Cứ phải cho kiểm tra kiểu này. Các bạn biết bài kiểm tra lớp mấy không? Lớp 8. Chuẩn luôn. Lớp Lớp 8 đấy các bé à. ui rồi lớp 8 thì khác gì lớp 9 đâu cô, chẳng qua lớp 9 nó tổng hợp là một tí thôi mà. Đừng có đùa với các em lớp Kệ, 8. mặc kệ rồi. Các anh chị Không, mặc à. kệ rồi. Các anh chị đừng có đùa Không, nhá. mặc Nào, tôi có kiểm tra một số câu vừa rồi các lớp 9 vừa chữa bài này. Lại kiểm tra tiếp. Vừa kiểm tra từ vựng đầu giờ liên quan đến cái đống này luôn này. À, câu này mà sai thì đi xuống lớp 8 học cùng luôn nhá. Học kèm em lớp 8 luôn này, không phải nghĩ này. Muốn núp lắm. Câu số 2, bắt đầu. Câu này mà sai thì chán lắm ấy này. Nói nhanh. Essay là bài luận. Cô dạy tiếng Pháp rồi mà y dày. Ôi giời ơi. Thái Trường sai. Đúng tuần gì nữa? Vừa dậy đầu giờ xong chảnh dậy còn cái gì nữa? Hoàng Hải, Hải đang sai rồi con ơi, tôi chết rồi, thấy chưa? Những bạn nào chứng tỏ là không chịu biết từ mới đầu giờ, cô dạy cô chút là gì? Khổ thân tôi đến nay này. Hài lòng với ai phải giới từ gì? Nếu Quý. sao thì phải quiz. Đúng không? Rồi, cô này. Quiz. Nào cô 4 tìm lỗi sai đi. Không quiz. Cô này mà sai không bằng cái lớp 8 thôi nhanh như này. Nào, cô 4 là gì đây? Câu này mà sai thì buồn buồn mối mắt luôn đây này. Thành đúng, Minh Nhật đúng. Tiến Thành sai. Ánh Mi đúng. Hoàng Hải đúng. Lớp mình ơi, Vân Anh ơi cho câu hỏi chúng mình này. Ở voi đằng sau là gì cơ? Vớ gì? Đúng rồi, thì phải là gì? Là D. Đấy. Đấy, nhiều bạn đang ngồi chơi lắm đấy nhá. Nào, một kiến thức của các em bé mà đề 21 vừa làm xong của lớp 9 xong. Bắt đầu. À, theo hàng ngày á. Là gì con? Nói, nói. Gì? Kiến thức của lớp bài của lớp 8 nhưng mà kiến thức lớp 9 vừa làm đề 21 xong. Ở đúng dạng bài này luôn. Hoàng Hải sai câu này rồi con ơi. Chuẩn. Cô bảo này, đi tận đi lai tật là loại từ gì? Vừa học đầu giờ xong đi lai tật là hào hứng đấy. Học rồi mà, vừa học đầu giờ xong, ở đấy 21 đi ạ. À? Hào hứng là tính gì? Tính từ, thế sau tính từ là cái gì? Chu gì? Ui giời ơi, dậy mai vẫn dài. Rồi, cô 6 đi. Câu nào câu 6 thì cho cô để cho cô lịch cho cô cho lịch của lớp 8 luôn nhá. Để học cùng nghe nữa. Lớp 8 chúng ta học là gì con nhỉ? ABCD nào? Bờ, câu được gần lại mấy? Phải hai tôi bài này dễ chữa luôn. Gì? Làm rồi đấy. Nào. Nào, làm một câu bài trái nghĩa đi. Chí Đức lại không thấy comment đi Chí Đức nha, là không có điểm ở đấy. Nào, trái nghĩa từ increasing là gì? Bắt đầu. Câu này quá dễ đúng không? Là gì? Thôi rồi cô nói thế rồi Chí Đức để tập trung thôi. Cô đang thấy nhắn linh tinh mà. Là gì? Cô biết rồi. Là gì? Đúng rồi, đúng hết rồi. Hiện tại cô chưa thấy ai sai, những bạn comment chưa thấy ai sai. Đúng rồi, chuẩn luôn. Chuẩn có nhà chuẩn luôn. Decreasing là giảm đúng chưa? Rồi, giỏi. Học hành nó phải thế. Học hành cứ lưng ma lưng mơ. À, câu này luôn này. Câu này luôn này. Nào, đồng nghĩa từ này là gì? Đồng nghĩa con ơi. Là gì? Không phải ai cần icon. Câu này mà sai xuống em bé luôn đi. Nghe nghe Ôi bể bơi. Ôi bể bơi bạn ơi. Ôi dồi ôi sợ chưa kìa. Ôi dồi ôi bể bơi. Sợ quá cơ. Sợ quá cơ. Sợ quá cơ.
Là gì đây, là gì đây? Là C. Cả lớp là câu nào? 2, 3. Symbol. Không phải symbol. Symbol. Đúng rồi. Cả lớp đọc đi. Lại tắt mic rồi. Symbol nghĩa là biểu tượng, thấy chưa? Pattern là gì? Pattern kiểu như là, pattern là ví dụ như cái áo hình tam giác này, sau lại hình tròn này, xong lại tam giác này, sau lại hình tròn này. Đấy, đấy, đấy gọi là pattern nhá. Image là hình gì nhỉ? Hình ảnh đúng không? Không phải image, mình hay nói là image là sai. Image, image. À, tiếp tục nhá. Nào, tìm cho cô từ trái nghĩa nào. Toàn câu hay này không làm phí lắm con ơi. Nào, trái nghĩa nào với từ gradually là gì? Đừng đừng đi tra từ mới. Ủa, đi tra từ mới thì nói làm gì? Con tra văn cảnh con dịch đi. Nào, lúc cô này cô cho ngủ, yên tâm, cô buồn ngủ đấy. Cô cũng năm từ 5 giờ như các bạn mà. Cô khác gì các bạn đâu. Cố gắng lên con. Cố gắng lên nào. Mau lên. Cô mà kể các bạn thời mấy hôm nay, thời mấy 1 2 tháng nay cô phải làm gì, các bạn chắc là ngất luôn đấy nhá. Cô cho mình nghe này. Một, dạy học. Hai, dạy kèm 5 giờ sáng. Ba, đang có dự án bất động sản ngon. Bốn, làm dự án của Canada. Năm, đang tập nhảy Zumba để làm lớp. Thật sự mà, để anh giao tiếp. Đúng ạ, vừa làm xong phòng, vừa làm thiết kế, vừa làm xong phòng hát karaoke cộng với nhảy ở nhà xong hết rồi. 100 triệu ngay từ tầng 3 ấy, xong hết rồi. Nó là xong chưa? Bạn thấy chưa? Bạn nghe thì công việc của cô bạn thấy sợ không? Hỏi thật có sợ không? Quá sợ luôn đấy. Không Tiếp tục công việc không 6. không Công việc số 6. Hoàn thiện nốt sách, bởi vì trong tháng 5, tháng 6 này sẽ ra 2 bộ sách tiếp. sách của Sợ sáu chưa? rồi 6 việc. Các bạn đã là gì so với cô mà? sáu Cho nên mọi người có tin không? Cả ngày tay của cô chỉ ướt lúc một là đánh răng, rửa mặt, lấy nước để uống. Một ngày cô chỉ rửa tay đúng 3 lần thôi. Không có thời gian ra khỏi bàn làm việc luôn ý. Ok, có. Sợ không? Các bạn thấy sợ chưa? Các bạn ăn thua gì? Nào, gradually là gì các bạn? Là gì? Nhưng mà cô chỉ bận một giai đoạn thôi. Sau lúc đỡ giai đoạn thì cô lại sướng. Gradually có là thường xuyên đúng không ạ? Cho nên câu này của chúng ta phải là, à quên, xin lỗi xin nhắc nhầm. Gradually có nghĩa là dần dần. Thế nha cô dịch này. Chất thải ở các hộ gia đình sẽ dần dần làm ô nhiễm cái hồ này. Đúng không ạ? Có cái gì đấy thấy chưa? Rồi, nào, regularly là thường xuyên, rapidly là nhanh chóng, steadily là đều đều, slowly là chậm chạp. Vậy thì trái nghĩa với từ dần dần đều đều là từ nào? Nhanh chóng. Nhớ chưa? Rồi, thôi nước một nữa đi ngủ cho đều đi. Nào 16 nào. Để xem kiểm tra cô dễ xem có nhớ không nào. Mau lên cô cũng buồn ngủ nào. 16 là gì? Con cứ bảo dạng lên nhá. Con ấy xinh xắn đẹp, xinh gái cứ thoải mái bảo dạng đi con. C. Ok. Rồi. À, làm đề cương hay mấy nhỉ? Hay hay 3 hay 4 nhá. Rồi chúc ngủ ngon. Con chào cô. Bye bye Chào cô. con, tôi đeo cô phát mà. Chúc ngủ ngon. Bye bye.